Tàu Voyager 1 của NASA đang tiếp tục hành trình vượt ra khỏi hệ mặt trời của chúng ta sau gần 45 năm được phóng đi. Nhưng giờ đây, con tàu vũ trụ kỳ cựu này bất ngờ gửi lại dữ liệu bí ẩn từ bên ngoài hệ mặt trời và các nhà khoa học không chắc nó có nghĩa là gì. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA cho biết hôm 18 tháng 5, trong khi tàu Voyager 1 vẫn hoạt động bình thường, các dữ liệu từ hệ thống kiểm soát và kết nối với trái đất của con tàu, viết tắt là AACS, lại không khớp với chuyển động của con tàu. Tàu vũ trụ này dường như đang nhầm lẫn một cách bí ẩn về vị trí của nó trong không gian. Hệ thống AACS rất cần thiết để tàu Voyager gửi cho NASA dữ liệu về môi trường giữa các vì sao xung quanh nó và anten của tàu luôn hướng ngay về trái đất. Theo bà Susan Dad, người quản lý dự án Voyager 1 và 2 tại phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA cho biết, cả hai tàu vũ trụ đều đã gần 45 tuổi, vượt xa những gì các nhà hoạch định sứ mệnh dự đoán. Còn tàu song sinh của tàu thăm dò Voyager 1 là tàu Voyager 2 đang hoạt động bình thường, được phóng vào năm 1977 để khám phá các hành tinh bên ngoài hệ mặt trời. Tàu Voyager 1 hiện cách trái đất 23,3 tỷ km, trở thành vật thể xa nhất do con người tạo ra. Lâu nay, nó vẫn hoạt động như mong đợi và tiếp tục gửi thông tin về hành trình của nó trở lại trái đất cho đến ngày 18 tháng 5. Các kỹ sư của NASA cho biết, hệ thống kiểm soát và kết nối với trái đất của con tàu đang gửi dữ liệu được tạo ngẫu nhiên, không phản ánh những gì đang thực sự xảy ra trên tàu. Cho đến khi bản chất của vấn đề được hiểu rõ hơn, nhóm nghiên cứu không thể đoán trước được liệu điều này có thể ảnh hưởng đến việc tàu vũ trụ có thể thu thập và truyền tải dữ liệu khoa học trong bao lâu. Bà Dad và nhóm kỹ sư hy vọng sẽ tìm ra nguyên nhân khiến con tàu gửi những dữ liệu kỳ lạ như vậy. Một vấn đề quan trọng là tín hiệu mất tới 20 giờ 33 phút để đi đến vị trí hiện tại của Voyager. Do đó, một tin nhắn khứ hồi giữa cơ quan vũ trụ và Voyager sẽ mất đến 2 ngày. Bằng chứng thuyết phục về thế giới có sự sống khác trong hệ mặt trời. Những đường gờ kỳ lạ trên mặt trăng băng giá Europa của sao Mộc có thể dẫn vào các hồ chứa nước nông, tương tự cấu trúc ở đảo băng Greenland của trái đất, nơi sự sống dễ dàng tồn tại. Nghiên cứu mới dẫn đầu bởi nhà vật lý Dustin Strader từ Đại học Stanford, Mỹ đã mô hình hóa, phân tích và đối chiếu cấu trúc trên Europa với Greenland và xác định những đường gờ hiện rõ trong ảnh chụp Europa của NASA phải là những dạng núi được hình thành từ các túi nước lỏng dưới băng. Theo Science Alert, thế giới tương tự trên trái đất, sự sống tồn tại, không phải chúng ta mà là hàng đàn vi sinh vật dễ dàng thích nghi với cuộc sống yên bình trong những hồ ngầm, không cần ánh sáng hay thức ăn thông thường mà có thể tổng hợp năng lượng từ các yếu tố khác. Đây cũng là tin vui cho các cuộc thám hiểm sắp tới mà NASA dự định triển khai bởi họ có cơ hội tìm thấy sự sống ngoài hành tinh ở nơi rất gần bề mặt chứ không nhất thiết vất vả khoan xuống một đại dương bị cô lập dưới vỏ băng dày hàng chục km. Và nếu khẳng định được sự tương đồng giữa cấu trúc của Europa và Greenland cũng có nghĩa là nước tồn tại khắp nơi trên mặt trăng này. Mà ở đâu có nước, ở đó có cơ hội vàng cho sự sống. Europa là một trong những mặt trăng lớn nhất trong hệ mặt trời và đã có nhiều bằng chứng về đại dương ngầm được chỉ ra. Nó được NASA coi là một trong những nơi tốt nhất trong hệ mặt trời để tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Chính tàu Galileo của cơ quan vũ trụ này cũng nhiều lần hứng chọn một cột hơi nước có khi mang cả vật liệu hữu cơ phun ra từ bên dưới bề mặt Europa khi con tàu này bay ngang qua. Những năm tới, mặt trăng băng giá này sẽ đón tiếp tới hai chiến binh săn sự sống là Zeus của cơ quan vũ trụ châu Âu ESA và Europa Clipper của NASA, cả hai đều mang theo radar xuyên băng. Phát hiện 97 hệ mặt trời mới ra đời. VLA và ALMA, hai hệ thống đài quan sát thiên văn vô tuyến hạng nặng của nhân loại, đã thu thập được bộ dữ liệu ngoạn mục về 97 ngôi sao non trẻ mang đĩa tiền hành tinh, những hệ mặt trời tương lai trong chòm sao Orion. Nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi tiến sĩ Patrick Sion từ Đại học Northwestern và Đài quan sát thiên văn vô tuyến quốc gia Mỹ đã sử dụng hai hệ thống đài quan sát thiên văn Carrizan-Schiaparelli Laser, gọi tắt là VLA, đặt tại New Mexico và Atacama Laser Millimeter Submillimeter Array, gọi tắt là ALMA, đặt tại sa mạc Atacama của Chile để nhìn thẳng vào một trong các vườn ươm sao màu mỡ nhất vũ trụ.
đó là đám mây phân tử Orion, cách trái đất 1.400 năm ánh sáng, thuộc chòm sao Orion. Như các bạn thấy trong hình, các hệ thống sao non trẻ với đĩa tiền hành tinh có cái thì đã tròn, có cái còn méo mó, được ghi nhận trong ánh sáng vô tuyến bởi đài quan sát ALMA màu xanh và đài quan sát VLA màu cam. Cấu trúc của đám mây phân tử dày đặc khí bụi này đã giúp hình thành những đĩa lớn khi vật chất trong đám mây sụp đổ, chứ không sụp đổ thẳng lên ngôi sao đang hình thành ở trung tâm đĩa. Đĩa này sẽ bồi tụ ngôi sao dần dần theo thời gian, và chính nó có thể trở thành một đĩa tiền hành tinh trong tương lai và giúp ngôi sao thành kẻ không đơn độc mà sẽ là trung tâm của một hệ mặt trời mới. Có tổng cộng tới 97 hệ mặt trời sơ sinh, được hai đài quan sát thiên văn vô tuyến VLA và ALMA bắt được tín hiệu. Phát hiện này nằm trong khuôn khổ cuộc khảo sát Van Dam nhằm tìm kiếm và nghiên cứu các ngôi sao non trẻ. Một số ngôi sao trong số 97 vật thể vừa được xác định có thể đang trưởng thành đáng kinh ngạc. Các nhà thiên văn đã quan sát được khoảng trống trong các đĩa tiền hành tinh có tuổi đời mới chỉ 100.000 năm. Thông thường những thế giới như hệ mặt trời của chúng ta phải mất tới 1 triệu năm để đĩa tiền hành tinh trông gọn gàng lại và xuất hiện khoảng trống, khởi đầu cho việc xuất hiện hành tinh. Một số vật thể có hình dạng khá bất thường mà các nhà khoa học tin rằng do chúng mới ra đời nên hệ thống đĩa tiền hành tinh vẫn chưa thành hình hoàn toàn. Vòng tròn bí ẩn rộng 1 triệu năm ánh sáng. Kể từ lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2020 bởi kính thiên văn vô tuyến ASKAP thuộc sở hữu của Cơ quan Khoa học Quốc gia Australia, những vòng tròn vô tuyến bí ẩn được gọi chung là OOC nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học. Nguồn gốc của OOC đến nay vẫn chưa được hiểu rõ. Ba giả thuyết hàng đầu cho rằng chúng có thể là tàn tích của một vụ nổ lớn ở trung tâm thiên hà chủ, giống như sự hợp nhất của hai hố đen siêu lớn, hoặc là những tia năng lượng mạnh mẽ phun ra từ trung tâm thiên hà, hoặc là kết quả của một cú sốc bùng nổ từ quá trình sản sinh sao mới. Hình ảnh cập nhật về một trong những vật thể như vậy có tên là OOC do kính viễn vọng vô tuyến Meerkat tại đài quan sát thiên văn Nam Phi thu thập đang cung cấp cho các nhà nghiên cứu thêm thông tin để thu hẹp những lý thuyết đó. OOC rất lớn, có chiều ngang khoảng 1 triệu năm ánh sáng, lớn hơn gấp 16 lần so với thiên hà của chúng ta. Mặc dù vậy, những vòng tròn vô tuyến kỳ lạ này rất khó nhìn thấy. Cho đến nay, chỉ có 5 OOC được phát hiện bằng kính thiên văn vô tuyến. Chúng không thể quan sát được bằng kính thiên văn quang học, hồng ngoại hoặc tia X. ASKAP và Meerkat đang hoạt động cùng nhau để tìm kiếm và mô tả OOC, nhưng để hiểu rõ chúng, các nhà thiên văn học sẽ cần đến những kính viễn vọng vô tuyến mạnh mẽ hơn.